Hey yo. Hello anh em và chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là TK và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tựa game mới ra mắt. Thì cái con game này có tên là Planetside Arena. Cái tên như ở title đây thì nó tên là Planetside Arena. À, cái tên nó ở cái góc màn hình ở phía bên phải đấy. Con game này nó mới ra mắt vào ngày 20 tháng 9, cách đây khoảng 3 ngày. Tôi sẽ nói sơ qua về cái chế độ của nó là nó giống, rất là giống PUBG. Và một điều nữa, con này nó cũng có một cái lối như kiểu cái lối chơi giống Apex of Legends đó. Và con này có thể nói là nó sẽ có một sự kết hợp giữa PUBG và Apex Legends. Ở đây chúng ta sẽ có hai chế độ chơi. Chế độ thứ nhất là chơi team, chế độ thứ hai là chơi squad. Cái này thì ai cũng biết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử chơi chế độ team xem là nó như thế nào. Ok, nhạc nền có vẻ khá là hay và đồ họa cũng khá là đẹp đấy nha em. Rồi, và khi mà vào trận thì chúng ta sẽ được chọn cái này giống hệt Apex Legends luôn, cũng chọn kiểu lối chơi này, medic này, engineer này, Alouser, từng con một đi, Alouser xem nào. Và đây, E to change class. À, bấm E để đổi ấy à. Đổi nhân vật. Rồi, và đây, hàng chờ của chúng ta đây anh em. Đây chính là hàng chờ của chúng ta. Ai à? Chế độ ngắm bắn của con này 789 cái gì đây? How to zoom, chúng ta sẽ có nút C là rồi đó, và không có nút nắm luôn. Xem nào. Ồ, anh em có thể thấy âm thanh của con này thì khá là tuyệt vời đó. Cái độ ghiềm tâm của con này nó hơi nhẹ so với PUBG Mobile, thì độ giật con này nó không giật cho lắm. Nhưng mà chúng ta có thể bắn được khá là chuẩn. Ui, chúng ta còn có cả chế độ bay luôn anh em ạ, giữ cách để bay này, thật là tuyệt vời luôn. Apex Legends có chế độ trượt, nhưng con này thiếu không có chế độ trượt như Apex Legends, mà nó lại có chế độ bay. Đấy. Rồi, có một thằng đã join vào đội của tôi anh em ạ. Và chúng ta có bấm G để nhắm bom, à, H để bơm máu, à, F là cái đéo gì. Ui, F là chúng ta sẽ bay. Đéo có gì luôn. Thật sự cái skin của con này F chả khác đéo là nút cách bình thường. Còn số 5 là cái đéo gì. Destroy cannot be played at this time. What the hell. Rồi, chúng ta chuẩn bị chiến đấu ở đây. Team của chúng ta sẽ có 3 người. 3 người đều là Azuler cái đéo gì. À, quên mẹ nó cả tên class luôn. Và đây, chúng ta đang ở trên một chiếc phi thuyền. Mở map lên xem là nó chấm đâu. À, bờ ngay đây à. Chấm đi nào các em. Ơ, một thằng nó đã bay. E để bay. Và đây, cái chế độ bay của con này thì chúng ta không thể nào mà cúi đầu hay là cắm đầu, chúng ta chỉ có thể bay chéo. Bay chéo và sẽ chỉ có thể điều chỉnh bằng trái phải thôi. Và đó, tôi đã rớt xuống đây. Và một điều thú vị nữa là chúng ta có thể gọi xe bất kỳ lúc nào. Hay không anh em? Con game này khá là thú vị. Mà nó free nha anh em. Tôi xin nhắc lại là con game này nó free. Free nha anh em. Đấy, khá là thú vị. À, xem nào. Nếu mẹ chưa gì đã vào cái chỗ mua súng thì có tiền đéo đâu. Và đây là cái chỗ bán súng à. Ui, chưa chi anh này đã có súng rồi, à có xe rồi. Đấy, và cái con này có chế độ lái xe và xe chiến đấu khá là hay anh em ạ. Và còn một điều nữa là ở cái xe này nó còn, ở trong này nó còn có cả xe tăng, xe tủng cơ. Hay lắm, đồ họa thì khá là mượt mà. Mặc dù cái góc nhìn này nó hơi khó nhìn một tí, nhưng mà thôi không sao. Ở cái góc nhìn súng này thì nó mới thật sự là chân thật anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nút đồ. Nút đồ để nâng cấp. What the fuck man, mất mẹ nó máu rồi. Để mất máu luôn. Và chúng ta bây giờ sẽ cần phải đi kiếm đồ. Kiếm đồ để nâng cấp vũ khí và nâng cấp giáp. Ở phần góc bên trái là chúng ta cần phải nâng cấp tất cả lên. Cái này nó sẽ có chế độ y hệt như kiểu Fortnite nha. À, đằng trước có thằng. Bắn. Rồi, vừa vào đã gặp đối rồi. Thằng ngu này. Vừa vào chúng ta đã gặp đối rồi. May. Rồi, một thằng đã chết. Tuyệt vời chưa anh em? Quá là tuyệt vời, xe hỏng rồi. Thằng này không có đồ gì luôn. Mẹ người trống vắng luôn. À, có thử nút xem nào. À, nó có tí đồ. Mẹ mấy tí bom. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm. À, mấy anh em phải đi à? Đi thôi, ok. Ui, lag, hơi lag. Hơi lag nhỉ. Mạng hơi lag nha anh ơi.
Bây giờ chúng ta sẽ cần đi đâu đây? Và cái cơ chế lái xe của con này thì chúng ta không thể bấm trái phải bình thường được, mà chúng ta phải quay chuột. Đó. Khá là thú vị. Xem nào. Trong này có đồng tiền này. Bom, hay lắm, bom tím. Đấy, nâng cấp giáp đây này. Giáp của chúng ta giáp 2 rồi. Xem nào, dưới này còn gì không? Nâng cấp súng này, súng level 2 rồi nhá. Nhưng mà súng lục à, súng lục thì nó quan trọng cho lắm. Bây giờ mình sẽ phải đi nốt đồ tiếp. Ở chỗ này còn chỗ nâng cấp này. Giờ chúng ta sẽ cần tôi nghĩ là nâng cấp súng đi. Mẹ, nâng cấp súng rất là ngon nhất. Chúng ta cần phải vũ khí ngon nhất đầu tiên thì chúng ta mới có thể chiến đấu được. Đó. Tôi vừa nghe tiếng súng nhá. Đồ tím này là của súng nào? Hay lắm, đúng cái súng mà tôi đang cầm luôn, súng số 1. Đấy, chúng ta có thể bay lên nóc nhà này. Tuyệt vời không anh em? Tôi thấy con game này nó cũng được đấy chứ. Rất là mượt mà. Bây giờ, à, ừ đúng rồi, quên mất mình có xe mà. Sao đéo đi xe đi đây là mình. Khi mà chúng ta bấm X ra khỏi xe, phát là xe nó bay như để phi tiêu luôn. Uầy. Uầy. Mẹ tôi vừa đổi chế độ anh em ạ. Hóa ra là ví dụ như con súng này chúng ta có hai chế độ. Một chế độ là bắn lựu, một chế độ bắn thường. Hay đấy. Chúng ta sẽ phải kích lại số 1 lần nữa. À, nó sẽ đổi súng. Hay đấy. Ui giời, bay. Súng 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 súng. Súng gì đây? Số 2. Bấm số 2 lần nữa. À. Úi giời. Uầy. Bom của con này khá là hay anh em ạ. Để tôi bắn thử lại. Bắn thử lại phát. Úi giời. Tuyệt vời. À. Đây là cái chế độ lái xe đây anh em. À, nhìn cũng được đấy. Úi giời. Cơ chế lái xe con này hơi khó một tí. Nhưng mà lái xong thì chúng ta sẽ có vẻ. Nhưng mà chơi nhiều thì chúng ta sẽ quen dần thôi. Đấy. Chúng ta có thể lắc, 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 lơ lắc. Vì sao bé không lắc, lắc. Lắc lơ, lắc lơ. Lại có tiếng nhạc kinh điển rồi. À, trên này có cái hộp. Open phát đã. Lại có tiếng nhạc rồi. Bắn nhau, ui dồi ôi, kim cương nhìn đẹp chưa. Ui dồi ôi. Được, nhìn quả mẹ. Pha lê tím nhìn đẹp vãi nồi. Ở trên kia. À. May nhơn, may nhơn, may nhơn. Nhơn. Hay chưa? Anh em thấy bắn nhau ghê chưa? Nào. Mày ra đây, ló mặt ra đây. Ló mặt ra đây. Ui, chúng ta bị đảo ở đằng sau được tấn công. Lên đây cái đá, lên đây cái đá. Mẹ dăm ba mấy con chó này, tao sẽ xử mày. Con đuổi này. Chết đi con chó. Chết con mẹ mày đi. Chưa chưa con chó. Tội bắn anh à. Anh nốt đồ nhé. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Nhân, nhân. Ui, ui, ui. Chạy, 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 chạy. Họ bắn mình nhở. Bắn thằng bên kia đồ đúng không? Ui. Này nó bắn ghê vãi. Này nó chơi sniper anh em ạ. Nó con chó này. Sniper hả? À hóa ra cái này là tăng giáp à? Được đấy, được đấy. Mình ngoài Z zone rồi, chết mẹ rồi. Ê, 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 làm sao, làm sao? Làm sao? Mày nhờn. Mấy con chó, mấy con chó, mấy con chó này. Còn có 2 thằng thôi. Ai ui. Ném bom.
bố tổ nó nữa. Chết mẹ rồi. Ai đấy? Wow, bố tổ sao nó khỏe thế nhỉ? Mẹ, tí nữa để được top 1. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi sang squad xem nó như thế nào. Đó. Đó, medic có súng ngắm nè. Được, bây giờ tôi sẽ chơi sniper anh ạ. Rồi. Mình là sniper súng này không ạ? Ui. What the fuck sao đông vậy? Ui, squad của con này nó đông vãi nồi anh em ạ. 1 2 3 4 5 6 7 người. 30 người chơi squad. Ui, có vẻ như là squad con này không biết là số lượng bao nhiêu con đây. À, bao nhiêu người trong một team đây. Bây giờ chúng ta đã có 3 team. Số lượng người thì 32 mà có 3 team. Ui. What the fuck con này nó có cái gì đấy? À, medic anh em ạ. Đi gần nhau nó sẽ hồi máu. Hay đấy. Một đội mà có medic này hay đấy. Là sao? What the fuck? Xuống luôn rồi. Ồ, squad của con này là như vậy đó hả? Vào phát xuống luôn. Không cần bay, không cần chọn địa điểm gì phát. Không cần bay, không cần chọn địa điểm gì sất. Xuống là bắn nhau luôn. Xem nào, squad của mình có xuống rồi. Bây giờ kiếm đạn cái đã. Đằng kia tôi thấy có đạn này rồi. Very good. Ôi, con này sướng quá anh em ạ. Cảm giác bay nhảy nó cứ phải là gọi là tung tăng. Ta tung tăng. Bắn nhau, bắn nhau này. Thằng này. Con đuổi dân, con đứng yên xem nào. Nếu mẹ. Số một con này không có gì. À, con chó này, con nhảy nhặt mày nhặt đồ, mày nhặt đồ. Đằng kia mày chạy. Rồi ôi vỉa hơi kém. Chạy này úi rồi ôi, một phát vào đầu. Chạy nhớ được bắn bọn này có tốn đạn này. Đây nhặt đồ cái đã. Phía bên này đang còn đánh nhau. Medic đến đây. Mẹ tem 4 thằng medic, 5 thằng medic. Vãi cả đồi. Kìa, đằng trước. Mày bay nhảy. Thái độ. Súng ngắm con này hơi giật. Mày nhờ. À. Bắn. Làm sao? Ló cái mặt ra đây. À. Mày. Ôi. Đau quá. Chết mẹ bấm nhầm. Hép cái đã. Còn đợi dần. Vãi nồi, mình đang bị gọng kìm con mẹ nó rồi. À, chà. Đằng này nó đông. Cứ về đây hồi máu với mana thôi. Sắn dê. Thì mẹ chấp cả hai bên luôn. Nào làm sao? Chấp cả hai bên luôn. EG. Nào. Ui rồi. Đéo vui rồi. Ui, mẹ nó đằng sau. Mà nó cứu em. Cứu em anh ơi. Hay lắm. Giải phân map luôn này. Bố tổ nó đặt bẫy ở đây ạ. Ôi rồi ơi. Mẹ con chó đặt bẫy ạ. Mày đặt bẫy ạ. Lúc ạ. What the fuck man. Bấm bừa luôn. Chết mẹ nó ngoài bo rồi. Thua mẹ nó rồi. What the fuck is this shit?
gì đấy. Thế mình đi mẹ, team mình còn 3 thằng. Rồi. Và đó, con game này thì chơi qua thì thấy nó cũng khá là thú vị và con này miễn phí trên Steam nha anh em. Anh em có thể lên Steam search Planner Fighter Arena cái gì đấy. Và ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi đến đây. Chúc anh em có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye, see you again.